Hello, chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với chương trình tìm kiếm tài năng đột kích có talent. Thực sự mình đã bỏ quá nhiều thời gian từ cửa hàng Vicoi, mình đu sang cửa hàng GP, sau đấy trèo sang quả cầu may mắn, cuối cùng tìm được 4 thí sinh với những hình dạng vô cùng lạ thường mà không kém phần cá tính. Đầu tiên sẽ là em MG13 nhá. Một khẩu súng MG chỉ có 25 viên một băng thôi, nhưng mà mình nhồi mình nhét 6 giờ BK VIP vào, bây giờ được đạn cứ gọi là vãi cả cướp, 3.500 viên, thế đã đủ kích thích chưa? Ông trời thì công bằng lắm, lấy đi của nó lượng đạn, nhưng bù lại lượng đam với độ ổn định, bắn sướng vô cùng. Tốt nhất là mày chạy đi nhá, diệt nhá, trước khi mọi điều nó dần tồi tệ hơn, zoom lo mà cứ thích đú thôi. Ui nó nhìn kìa, đậu phộng nhấp nháy thơm thế, úi giời ơi, anh thần chết. Lúc nãy mà mình húng chó xuống đấm nó một phát thôi thì cứ gọi là á hư. Thôi xéo trước đây, cỗ nào chả có thịt gà, MG phải có thùng hàng nó mới vui. Chính vì vậy mình quyết tâm đứng ở trên đây quay tay cho các bạn trải nghiệm thế nào gọi là uy lực. Bắn tầm xa đam rất ok. Thôi tớ ơi, tao xin mày đấy, đồng đội của tao, hàng họ của tao. Thôi xong rồi, một pha bắn điện đau hơn hoạn dành cho bạn Venus. Nó lên nó ăn mình luôn này. Cái đầu phộng, ôi, con này nhảy kinh vậy. Thôi xong tôi rồi, ok. Mày và đấy bố mày lại sợ mày lắm luôn nhá. Mày có biết ai đứng ở bàn thờ không? Anh em tao đấy, họ hàng nhà tao đấy. Bố láo à, nó còn DM chứ. Nó định lấy thì cái thân phận trai còn trinh của mình, nó còn DM chứ. Khổ lắm cơ, có bô rồi. Cứ lên hết đây nhá, tiền cân tất, riêng tầm này. Zoom lon, zoom bé lên hết đây. Kể cả zoom đang bú, mình cũng cho bú được cơ. Mút nào. Úi giời ơi, nó thơm thế. Nghe con nhân vật nói unwritable, freaking on. Nghe sướng hết cả tai. Đậu phộng, cứ lùi đi, tao ăn tất nhá. Tớ chết rồi, không ai bảo kê bọn zoom lon đâu. Tiền đồ của bọn này sẽ tối như nhà chị dậu đêm mùa hè đây này. À đồ, vẫn còn thằng cánh tim à. Ok, thôi xong rồi, dính ngay về thằng da mặt nó dày hơn da đít như thế này thì bắn đến sáng mai cũng không oáng. Nó đấm kìa. Bàn tay lăm ngón zoom vẫn kêu xa. Bố mày không ăn được thì bố mày chạy đây. Ừ, chúng mày không chạy thì tao chạy làm gì được nhau. Tiếp theo, mình sẽ kể cho các bạn mơ ước của bao nhiêu game thủ mấy năm nay rồi. Đó là mơ ước về một khẩu shotgun VIP. Một khẩu shotgun có dao, có khả năng cận chiến. Thực sự mà nói, cái này bên sếp quy nó vẫn chưa ra cơ, vẫn chưa nhá hàng cơ. Chúng ta sẽ tự thủ dâm tinh thần nhau với khẩu Remington 870 Canine. Khẩu này xiên chết rôm đấy, uy lực cũng trâu đấy. Nhưng mà mỗi tội bắn như lìn thôi. Đậu phộng trăm máu, thơm chưa? Mình phải cầm theo khẩu Alakoda cái tôi ẩm trợ. Không thì thằng tơ nó khiến mình mất. Thôi anh ơi, đéo nào chọn mục tiêu kinh thế. Nó nhé bây giờ nó phải tùng hàng, nó bàn thờ nó mút, nó quay ra đốt mình ạ. Bố nhà mày, mày cứ vào đây, tao sợ mày lắm. Cứ từng viên một, rồi mình lại rút lục mình bắn. Hàng về, thu đi để lại lá vàng, tơ đi để lại một đàn con rơi. Tao giết mày luôn, không chơi không? Mày chơi không? Úi giời ơi, một phát rồi sao nhựa à. Thôi xong, định mệnh tơ nha. Tao đã tha cho mày một con đường sống mà mày lại làm điều ác trước mặt tao này. Chết chưa, chết chưa, đừng ngại ngùng. Mình cận chiến nó cái nó thoát luôn kìa. Chết nhục à, úi trời ơi. Thôi rồi, chém như thế này thì các bạn ơi, phải test nhá. Cửa hàng Vicoi đấy, vào mà xúc. Bắn cũng ok đấy. Nhiều con nó bất ngờ, nó không biết khẩu này có thể xuyên chết người đâu. Ô tầm xa, tầm trung kìa. Vẫn lên đam. Đùa nhau à. Khẩu này có lẽ được fix. Lần trước mình làm bắn sida lắm. Những cái phát bắn nó rất là nhẹ nhàng, đầy tứ tốn. Nhồi đạn thì như nhồi lòng lợn đi. Có khẩu súng nào nó tuyệt vời hơn khẩu này không? Úi trời, anh ơi, anh Ferrari ơi, anh có thể chạy vừa vừa thôi. Định mệnh cúp đầu với đạn của em, làm em không bắn được nhấp nháy. Nó xót ruột. Dùng lon 3 viên. Nó thơm nhá. Nhấp nháy cứ để đấy. Nó đâu rồi? Của để dành, của dưỡng già của mình mà. Tuy là không làm trong công chức nhà nước nhưng mà về già vẫn có lương hưu. Nói mình nhìn nhâm nháy trên đây đúng không? Như đèn nét đêm Noel ấy, úi ổi. Mày chết cha mày chưa? Cho mày chừa nhá. Thôi xong, chim cút thôi. Bây giờ tàn rôm lon, cầm khẩu lục này thì chúng nó phải gọi là bố. Đuổi làm sao được? Từng viên đạn cứ nhẹ nhàng tương ra. Nó như bao nhiêu vết lòng của các bạn rôm lon muốn ăn mình đến nơi mà không được ấy. Xót hết cả ruột. Mình sẽ hơi ưu ái chút cho dòng shotgun nhá. Anh em có nhớ khẩu 500 chainsaw này không?
đậu phộng. Lần đầu tiên mình cầm nó mình tưởng là MG cơ, nhưng mà nhìn lại hóa ra nó là sọt gắn súng bắn bò, rất là nhỏ nhẹ và dễ thương thôi. Đây là súng phá cửa của cảnh sát đặc nhiệm Mỹ thì phải. Nhưng mà vào zombie mình thục chúng nó như đúng rồi luôn. Cho lượng đam nó cứ sida thế nhỉ. Công nhận bắn mấy khẩu súng này mà không có đủ yểm trợ đố ai chơi được. Bởi đi săn mà những cái con tiến hóa 9.000 máu như này anh em bắn bao giờ mới chết. Mày đứng nhìn này, ra đây bạn ơi, kích thích chưa? Nghe tiếng đạn kích thích chưa? Muốn giết mình đúng không? Nhưng mà còn lâu nhá. Má 10 không cho phép bạn làm điều đó đâu. Đồng thế. Sao cứ bắn mấy khẩu sida cho nó chết sạch là sao nhỉ? Tôi cần một cái hậu phương vững chãi, một cái tiền tuyến hết mình với anh em. Bây giờ cứ bắt mình đương đầu với mọi thử thách như này, hao tu chơi. Cái đỉnh mệnh nó là. Chúng mày ơi, cho tao test khẩu súng shotgun cái. Clip này không hề là clip làm mình lục nhá. Đuổi nó vừa vừa thì ăn làm ăn lốn thế. Thế đấy. Ui, sao lại chạy? Eo ơi, mình đã tạo điều kiện hết mức có thể rồi đấy. Bởi vì bạn Diện là người quen biết mà. Những cái thằng mà không cầm lưỡi hái, mình muốn suốt. Bây giờ bắn nó nhấp nháy lại là một thử thách đấy. Chứ không phải dạng vừa đâu, không phải muốn là được đâu. Đỉnh mệnh mình điên cái thằng này lắm rồi này. Nó đuổi mình từ đầu tới giờ. Ôi, thật sự nó có cái mặt lạ. 9.000 máu bắn bé cha chết kéo gì. Sao nó biết chọn hàng mà chơi, chọn người mà mút thế nhỉ? Giật máy kìa. Nhìn chứ. Úi trời ơi, rình giật mắt con cá mập á. Mày xuống đây. Mày xem mà mày có vỡ mồm không? Nhấp nháy hộ cái cho mình đỡ tủi thân các bạn ơi. Mấy trăm viên lục của mình cuối cùng là cũng ra đi theo cát bụi rồi. Bây giờ chúng ta về sống chung với lũ. Cầm shotgun chơi luôn. Thích thì solo. Đàn ông thích được là phải mút nhau ngay. 1v14. Mày chết này, sang đây sang hộ cái. Tuy là bắn không chết người nhá, nhưng mà còn lâu mới sang được. Bắn rơi ngay. Chết này. Nhổ đạn, còn một viên đạn lục. Úi chết tôi rồi. Mình còn bom ừ, làm gì mà căng. Tao chạy ghê. Tránh voi chẳng xấu mà nào, bảo bao nhiêu lần rồi. Tiền chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Mình chảy cối lắm mà bảo rồi. Đầu đường đầu chợ nhưng đéo đầu hàng. Cầm những khẩu súng sida nhưng mà tinh thần chiến đấu cứ gọi là cao vời vợi. Những cái dòng như là SMG hay là súng Rai mình rất khó tìm những khẩu súng dị. Nên là mình dành slot cuối cùng cho khẩu Swift Minigun. Đây là một khẩu súng đồ chơi mà rất nhiều anh em thèm khát, nhìn hài hước bãi lều. Nhưng mà lượng đam nó gây ra khá là ok nhá. Người thì bé nhưng mà cái ré cực kỳ to. Đấy, cứ một viên 100 máu này, được chưa? Nhìn sướng mắt chưa? Ồ, đi đâu đấy? Em đi đâu về mà tóc đầy me. Hồi máu à? Giết luôn. Không có lằng nhằng. Nó không biết mình bắn ở đâu cơ. Úi giời ơi, lại tập bung. Những thí sinh đầy ham học. Bạn ngồi trước máy tính rồi, nhưng mà trong đầu vẫn luôn luôn làm sao cho cái kiến thức của mình ngày càng lên cao. Tôi làm ăn trận này hơi chán đấy. Từ nãy giờ em đợi anh chưa có phát nào bộc lộ hết cái khả năng của mình đâu. Sinh ra là bậc đế vương, cứ phải mạnh mẽ đi chứ. Có 4 con rôm như này, bây giờ cận chiến hơi bị sót ruột này. Cái thằng tổng tư lệnh đứng đây làm cái gì cơ chứ? Cầm 3Z thì lên quay tay đi bạn ơi. Bạn đứng đây tí nữa anh em mình lại đổ máu đấy. EMP đi săn cơ chứ. Bảo ngay mà, nói không nghe. Mình đã cảnh báo trước rồi. Mình nhìn mặt bạn, cái ấn đường nó đen lắm, sắp chết rồi đấy. Ui giời ơi, tôi thích. Hàng. Đậu phộng thằng 3Z nha. Mày làm pha hơi thốn đấy. Bao nhiêu công sức người ta tích cóp cưới vợ nó mút ngay được. Ăn làm ăn lớn. Thôi xong. Mình đã cố rồi. Mình đã bảo là Tiền ơi đừng bắn. Nhưng mà cái lương tâm của mình, có thú cho con người mình nó lại ngủ quên rồi. Bây giờ đang thiên thần chú ngụ, nên là phải cứu đồng đội thôi. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà. Hero cứ chém đi. Kiểm trợ hết mình. Ui, hai phát headshot này. Đúng là luật nhân quả, vừa cứu thằng kia cái. Có hàng bồi và mồm ngay. Cô bồi của tôi. Tôi nhảy vừa vừa thôi. Sau đấy tốc độ ra đạt nó nhanh. Các bạn ơi, cái định mệnh. Ok, tôi chết tôi rồi. Mất sự pha combo ngon rồi. Nhẫn rắn nhẫn rồng tuy là 6 giây, nhưng mà nó cũng không cho phép mình làm điều đấy. Tôi tạo lại combo thôi, sợ cái gì. Trời ơi, còn đâu nha. Mút mình đâu có dễ. Mỡ đâu ra miệng mèo. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi hết video của mình. Đây chắc chắn là những khẩu súng các bạn rất ít khi bắn cũng như hiếm khi gặp.
Thực sự cái series top súng của mình ấy là muốn giới thiệu nhiều khẩu súng hơn đến cho anh em. Anh em nào mà có những khẩu súng nào độc đáo hơn hãy cứ comment nhá. Đột kích có Talon mùa 2, hân hạnh chào đón.